Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới thật vui. Hôm nay mình đi chợ, mình mua được một mớ rau muống xanh ngọn nhỏ rất là ngon. Mình về, mình đã nhặt bớt lá, mình rửa sạch đi rồi. Và mình băm một ít tỏi, mình chuẩn bị 3 quả sấu để làm nước canh và mấy nát ớt sừng. Bây giờ mình sẽ vào bếp để mình xào món rau muống xào tỏi xanh giòn nhá. Mình sẽ cho vài hạt muối trắng vào nước sôi và sẽ cho rau vào trần nhá. Mình sẽ lật qua lật lại rau. Các bạn lưu ý khi luộc rau các bạn sẽ cho lửa thật to nhé và trần qua rau thôi. Rau sôi mình rau được rồi thì mình sẽ vớt ra đĩa và mình sẽ cho sấu vào. Xong sẽ cho dầu vào tại chảo này. Rồi sẽ cho tỏi vào. Tỏi thơm mình sẽ cho rau muống vào nhé. Mình sẽ cho 1/3 thìa cà phê nước mắm. Rửa thìa cà phê mì chính và hạt đường nhé. Một thìa cà phê đầy dầu hào. Cho 3 lát ớt vào.